Ngày 29 tháng 7, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19, Hội đồng Nhân dân huyện Yên Bình khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026, có buổi tiếp xúc với đại diện cử tri 24 xã thị trấn trên địa bàn huyện Yên Bình theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe báo cáo nhanh về kết quả kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19 và kỳ họp thứ 5, Hội đồng Nhân dân huyện Yên Bình khóa 21, trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, cử tri các xã thị trấn huyện Yên Bình đề nghị tỉnh, huyện tiếp tục có chính sách đầu tư kinh phí xây dựng, sửa chữa một số tuyến đường giao thông và nâng cấp hệ thống đường điện 0,4 kW vào các thôn, tổ đã xuống cấp, hỗ trợ nguồn lực để đầu tư xây dựng một số công trình thủy lợi, tu sửa đường giao thông nông thôn, xử lý ô nhiễm môi trường và các xe quá khổ quá tải, tăng trợ cấp hàng tháng cho các thương bệnh binh, hỗ trợ kinh phí cho các tổ tự quản COVID-19 hoạt động tại chỗ. Tiếp thu những ý kiến kiến nghị của cử tri, lãnh đạo huyện Yên Bình đã trực tiếp trả lời làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu và tổng hợp các ý kiến không thuộc thẩm quyền để trình lên các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.